Vâng, xin mời các bạn đến với trận thi đấu đầu tiên. Vòng 4 thuộc vòng đấu bảng. Thi đấu giữa hai game thủ là Lưu Duy Khánh và Lưu Văn Lợi. Game thủ Lưu Duy Khánh đang cầm cho mình một Versia. Vâng, thay mặt đội ngũ kỹ thuật viên GTV thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ QQ8788, nhà tài trợ đồng hành Patek và Playland Win đã đồng hành cùng giải đấu. Cảm ơn địa điểm Net VIP, Net Game VIP số 76 Lê Thanh, Nam Cường, thành phố Lào Cai đã tài trợ địa điểm thi đấu giải đấu Argentina 2007 khu vực 5. Vâng, giải đấu Argentina 2007 thì đã khởi tranh từ tháng 8 và đã đi qua được gần hết 28 tỉnh thành phía Bắc, và tổng giá trị giải thưởng sẽ lên đến 200 triệu đồng. Đặc biệt giải đấu sẽ có sự tham gia đồng hành của bình luận viên G-Man và hai thành viên của GameTV ở mỗi khu vực. Chi tiết các bạn có thể xem tại argentina.gametv.vn hoặc là website argentina.com. Vâng, trở lại thi đấu chúng ta. Bài cầm Persian của game thủ Lưu Duy Khánh. Vâng, Lưu Duy Khánh chính là game thủ được đánh giá là top 1 của Lào Cai. Và thành tích của Lưu Duy Khánh ở vòng bảng vừa rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy. Và các bạn chờ một chút để mình cho các bạn tỷ số của Lưu Duy Khánh. Vâng, Lưu Duy Khánh chiến thắng Trịnh Văn Dũng với tỷ số 3-1, chiến thắng Chu Văn Việt với tỷ số là 3-0 và chiến thắng Nguyễn Lâm Tùng với tỷ số là 3-1. Vâng, trận thi đấu thứ tư. Vâng, nếu mà chiến thắng trận đấu này thì chắc chắn là Lưu Duy Khánh sẽ là game thủ được nhất bạn. Anh nhớ nó vuông. Vâng, 3 trận thắng liên tiếp. À vâng, như vậy là Lưu Duy Khánh thua một trận. Thế nào nhỉ? À vâng, như vậy là Lưu Duy Khánh đã thua game thủ là Chu Văn Việt là 0-3. Một chút nhầm lẫn ở đây. Vâng, game thủ Lưu Duy Khánh hiện đang đứng vị trí thứ 3 được 6 điểm bằng với game thủ Lê Vượng. Và game thủ đứng đầu đang là game thủ Chu Văn Việt với cả 9 trận thắng không. Vâng, tiểu tỷ số là 3-0. Quá tuyệt vời cho game thủ Chu Văn Việt rồi. Vâng, Lê Duy Khánh bây giờ sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với cả Lê Vượng để giành suất đi tiếp vào vòng trong. Và như vậy là vòng đấu tiếp theo thì Lưu Duy Khánh sẽ gặp Lê Vượng ở vòng đấu cuối cùng. Nếu như ở vòng này hai game thủ đều giành được thắng lợi tiếp thì trận thi đấu cuối cùng sẽ là trận thi đấu chung kết rất là căng thẳng. Trở lại với bài cầm Persian của game thủ Lưu Duy Khánh. Nền đất vô cùng xanh, không biết là thế nhà có mượt hay không. Game thủ Lương Xuân Lợi cầm gì không biết nhỉ? Các bạn khán giả có thể comment giúp mình thôi các bạn, nhanh tay nháy mắt. Game thủ Lương Xuân Lợi màu 2. Đây là màu 2 hay màu 5 không biết? Nó hình như có vẻ là màu 5. Bài vừa Tian khả năng là sẽ đánh với bài 23 dân. Không, như vậy là đã nghe rồi, đánh sẽ đánh chắc chắn là đánh 25 dân. Nhạc đi đời. Vậy là sẽ chỉ chơi 24 dân thôi. Sẽ là bài 24 dân. Đến sớm. Vâng, thấy ngay bãi quả luôn. Siêu lộc. Khi bầy hiêu ra bãi quả. Bất bình thế giới. Vâng, dường như có một chút ép đời hơi lỗi. Khi mà đồ ăn là khá xa. Kích đời. 8 tròn. Một dân đang đứng chơi. Bài đánh 25 dân. Vâng, hiêu voi là đề huề để ăn hoang luôn. Nếu có thể ok thì trận thi đấu này sẽ là một trận ăn hoang chém cực phũ. Bài ăn hoang này thì kém chém rất là cực, rất là phũ luôn đấy. Mệt luôn. Bây giờ cái vấn đề là cơ cấu gỗ ép gỗ thôi. Gỗ lên sao cho lên đời không bị quá chênh lệch về thứ gỗ. Rồi, đóng BB. Đóng chiếc BB hơi vội. Chưa kịp nhìn game thủ mùa năm cầm con gì. Từng đã rồi nên là đủ rồi. BL. Và đây sẽ là BM. Bỏ luôn bãi gỗ này vào. Kicker 10 sớm. Kicker 10-30. Một bài 25 dân của Persian. Hiều và Void vẫn còn là đê huề.
còn nguyên bản quả phụ chưa ăn. Chắc chắn sẽ là bài chém cực phụ đến từ Persia. Vâng, game thủ lượng sợi lợi. Sợi lợi cầm vương gì anh? Vâng, quá đen vì voi gặp ngay sư tử không trên sân. Như vậy là cầm xem mặc vơ xem cũng đánh chém lại đã khung được cho mình một mảnh ruộng ấm kích chặt gỗ phát triển được trâu hơn. Rất tiếc nhối cho game thủ Lưu Xuân Lợi khi mà con giò của game thủ Lưu Duy Khánh là công giáp đầy đủ. Hai lờ sắp đều. Đá vàng có vẻ đang là hơi tù. Nâng cấp đá vàng hay không? Rất chắc chầy đến từ Lưu Duy Khánh. Một lờ. Bây giờ sẽ là chiếc nhà lờ thứ hai. Nhà cung A, lên cung A. Như vậy là một bài đánh chém để lên cung A. Chém thời điểm đầu lên cung A. Đương nhiên là đối đầu với Sang, có như vậy là Sang vẫn chưa lên đời. Một bài Sang xấu. Vâng, Sang đến phút thứ 14 rồi, chưa kịp để là vâng đã nhảy đi 3 rồi. Như vậy là một bài Sang rất xấu. Một tên gọi là nhấn window bay ra ngoài. Bây giờ đang tìm dân ăn hoang của game thủ Lưu Duy, của game thủ Lưu Dương Sơn Lợi. Đây rồi. Bây giờ mới thấy giò của game thủ Lưu Sơn Lợi. Bài xe vô cùng xấu. Giờ không có bánh xe thì chạy đi đâu. Giò này. Chết toàn bộ dân ăn quả luôn. Kích cung A thành công. Tỷ số sẽ là 1-0 dành cho game thủ Lưu Duy Khánh. Và một bài nghèo, bài xấu của game thủ Lưu Duy Lợi. Từ cầm xem mà bài quá xấu không lên được. Bây giờ cung R cũng đã xuất hiện. Chẳng hiểu thế nào không? Không có lạc đà. Đã lên thành công cung A rồi thì rất là khó cho game thủ Lưu Xuân Lợi. Chỉ cần cung A đẩy ra thôi là game thủ Lưu Xuân Lợi sẽ quýt ngay. Chắc chắn là như vậy. Rất dị ông này, ông đọc đạo ruộng và đạo 2. Vâng, tỷ số đã là 1-0 dành cho game thủ Lê Duy Khánh. Và một bài xấu của Seang thì Persian với bài chém sớm thì lợi thế là chắc chắn rồi.